Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kết học kinh nghiệm của ngành CNC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. Đó là đề thi N2 tháng 7 năm 2024 vừa rồi. Phần thi Mojigoi. Đầu tiên môn đề 1 này, cách đọc của Hán tự. Câu số 1. Chô kyo nanani ni kiện kaite kudasai. Cái phần gạch chân đó là chữ gì các bạn? Đây là chữ tường và chữ tế. Như vậy từ này đọc là Chô sai đúng không? Chô sai. Chúng ta chọn phương án đúng là phương án 4. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Chi tiết, hãy viết chi tiết tỉ mỉ cái tình huống, tình hình. Các cái phương án còn lại chúng ta có số 1 này, từ đầu tiên là xô dài. Từ này có nghĩa là đồ ăn sẵn này, những cái đồ ăn người ta nấu sẵn và người ta bán ấy. Dùng cái từ này nhá. Từ số 2 đọc là xô dài có nghĩa là người lãnh đạo, Hán tự là chữ tổng và chữ tài. Từ số 3 chúng ta có chữ thương và chữ tài, có nghĩa là hàng hóa. Ôn thêm một chút, chữ tường này sẽ có âm kunyomi là kuwa trong từ kuwashi, là chi tiết, tường tận này. Chữ tế sẽ đọc là komakai. Hoặc là hồ sôi là gầy, komakai là nhỏ lẻ tỉ mỉ. Câu số 2. Phần gạch chân là chữ phân và chữ tích, như vậy sẽ đọc là bunseki. Chúng ta chọn phương án số 1. Bunseki ni wa skoshi jikan ga kakarimasu. Có nghĩa là sẽ tốn một chút thời gian để phân tích. Các phương án còn lại chúng ta có số 2. Thì các phương án còn lại nhé, nó đều có chữ phân đứng đầu. Ví dụ từ số 2 là bưng cai. Bưng cai Hán tự là chữ phân và chữ giải, có nghĩa là tháo rời ra. Chẳng hạn như là chúng ta tháo rời cái đài, cái tivi hay cái đồ chơi ra để xem bên trong có cái gì ấy, thì dùng cái từ này. Từ số 3 bưng xét sự, Hán tự sẽ là chữ phân và chữ tiết, có nghĩa là phân chia âm tiết, dùng trong ngôn ngữ học nhé. Từ số 4 là bưng cát sự. Bưng cát sự có nghĩa là chia ra. Chẳng hạn là bưng cát sự bà đây, có nghĩa là chia ra để trả, trả góp đấy. Câu số 3. Kamino ke ngó nanani shimatta. Hán tự là chữ lạc. Thì từ này sẽ đọc âm kunyomi là karamaru. Như vậy là chọn phương án số 2. Karamate là phương án chính xác. Tóc nó bị làm sao đấy? Tóc nó bị rối vào nhau, bị xoắn vào nhau, cuốn vào nhau. Chữ lạc này sẽ có âm cơn là karamu này. Có ba âm cơn hay dùng đó là karamu. Karamaru ở đây thì không nói nhá. Tha động từ là karameru. Và âm onyomi là ra cự. Các bạn rất là quen cái từ đen ra cự rồi. Các phương án còn lại chúng ta có số 1. Hasamatte. Hasamatte Hán tự là chữ hiệp, có nghĩa là kẹp. Ví dụ như là cái tờ tiền nó kẹp vào trong quyển sách, hay là thịt nó dắt vào răng, dùng cái từ này nhá. Số 3 này, tsumatte. Chữ cật đúng không? Có nghĩa là được nhồi nhét. Tamatte. Chữ đúng nhỉ, được tích chữ này. Được tích tụ. Ví dụ stores ga tamaru ấy là cái chữ đằng sau. Số 4. Koko de wa nanani wo mattaku tsukawazu ni yasai wo saibai shiteiru. Ở đây ấy, họ trồng rau mà hoàn toàn không sử dụng nông dược. Ở đây chữ Hán là nông và dược. Như vậy sẽ mang nghĩa là thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án mấy đây? Phương án số 2 đúng không? Nông đọc là no và dược là ya cự. Các bạn sẽ nhầm sang chữ lạc và các bạn chọn là no ra cự, không phải. Non cũng không đúng nhá. Các phần còn lại thì nó không tồn tại từ như thế này. Câu số 5, câu cuối cùng của môn đề 1 này. Totemo datta koto wo oboete imasu. Từ gạch chân là chữ tiên. Đấy. Chữ tiên này sẽ có âm cơn là aza đúng không? Trong từ azayaka. Chúng ta chọn phần số 3. Tôi nhớ những cái việc
nổi bật, đúng nhỉ? Tôi nhớ những chuyện nổi bật, những chuyện nào mà rõ ràng nổi bật thì tôi nhớ. Chữ tiên này sẽ có âm kunyomi là aza trong đây rồi, còn âm ôn đọc là sen. Ví dụ các bạn có từ seme, hay seme có nghĩa là rõ ràng, hay là trong từ shinsen này, tươi mới, hoặc là trong từ kitachosen là Bắc Triều Tiên ấy, số 1 odayaka, chúng ta có chữ Hán là chữ ổn này, có nghĩa là bình yên, đúng nhỉ, dùng để diễn tả mặt biển hoặc là thời tiết, tính cách điềm đạm ấy. Savayaka Hán tự là chữ sảng, sảng khoái, dễ chịu, thoải mái. Hazayaka đây rồi. Naoyaka Hán tự của chúng ta là chữ hòa, đúng không, thân mật, ấm cúng. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2, môn đai nhận diện mặt chữ này. Câu 6, この会社を何々あ、志望した理由を教えてください。Hãy cho tôi biết cái lý do mà bạn Sibo công ty này, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là với cái ý của câu này thì chúng ta phải chọn chữ nào? Một là chữ hi và chữ vọng, từ này phải đọc là Kibo, đúng không? Chứ không phải là si nhá, nên là chúng ta sẽ loại được một nhá. Số 2 đọc là Sibo, đúng rồi, và mang nét nghĩa là ứng tuyển vào, mong muốn vào, đúng không? Chọn 2 này. Số 3, mặc dù chữ chỉ đọc là si, chữ vọng đọc là bo, nhưng mà cái từ này nó không đúng, đúng nhỉ? Số 4 là chữ quý và chữ vọng không phải. Câu số 7. あの作家の短編小説はとても面白い。Chúng ta có từ tam pen, chúng ta sẽ cần chữ đoạn và chữ biên. Như vậy chúng ta sẽ khoanh phương án số 1 là phương án chính xác. Từ tam pen so sét có nghĩa là truyện ngắn, tiểu thuyết ngắn tập có nghĩa là truyện ngắn đấy. Đối lập với lại từ tam pen so sét sẽ là từ chohem nha các bạn nhé. Chohem so sét có nghĩa là truyện dài, tiểu thuyết dài tập. Truyện ngắn của nhà văn kia thì rất là thú vị. Số 2 chúng ta có chữ Hán là chữ đơn. Chữ đơn và chữ biên không phải này. Số 3 chúng ta có chữ đoạn và chữ biến. Biến này là chữ biến trong từ phổ biến nhá. Này, phư hen này. Không phải. 4 là đơn biến không đúng. Chúng ta ôn lại một chút, chúng ta có chữ chí, thực ra chữ chí này là của N1 thì đúng hơn. Âm kunyomi của nó là kokorozasu, khá là dài. Có nghĩa là quyết chí, quyết tâm, nhắm tới một cái gì đó. Âm onyomi là si. Này, ngoài cái chữ chí vọng này ra thì chúng ta còn có từ, ví dụ như là từ ishi chẳng hạn này. Ishi là ý chí, đúng không nhỉ? Ishi ga yowai, ishi ga takai đấy. Chữ vọng sẽ có âm kunyomi là nozomu. Nozomu. Và âm onyomi là bo. Chữ vọng thì chúng ta quen ở phần kanji N3 rồi. Chẳng hạn như là ngoài từ shibo, kibo này ra ấy, chúng ta còn chữ gambo chẳng hạn. Nguyện vọng. Số 7 này, chúng ta có chữ biên. Chữ đoạn thì N4 thì không nói nhá, rất là dễ, các bạn tự ôn lại nhá. Chữ biên chúng ta có âm kunyomi là a trong từ amự, nghĩa là đan. Ví dụ như là xe táo a mự có nghĩa là đan áo len. Trong từ hen shu là biên tập. Tiếp theo chúng ta sang câu số 8. Sakura no hana ga chite iku no nagameru. Tôi đang ngắm hoa anh đào nó như thế này. Vậy thì từ nào đọc là chite nhỉ? Đúng là số 3 đúng không? Chữ Hán là chữ tán, tản. Động từ gốc là chiru có nghĩa là rơi rụng. Tôi ngắm hoa anh đào rơi rụng, đúng không? Rất là đẹp, rất là nên thơ. Cái chữ tả này nó sẽ có cách đọc là chiru này. Chirakaru này là vương vãi, chẳng như là omocha ga chirakaru là đồ chơi vương vãi. Đấy. Hoặc là chirasu. Âm ghép đó là san.
Các phương án còn lại nhé, chúng ta có chữ số 1, đây là chữ tiêu. Chữ tiêu này nếu mà âm cơn của nó sẽ phải là gì đấy? Kiete đúng không? Tự động từ biến mất này, hoặc là tha động từ sẽ là keste chứ không phải là kite như thế này. Không đúng. Không, cũng không đọc là kite nha. Số 2, chúng ta có chữ đây là chữ khứ, một kanji N5. Nhưng mà cách đọc âm kunyomi của nó có thể sẽ được hỏi trong phần kanji N3 hoặc N2 đấy. Âm kun là sa, trong từ saru có nghĩa là chuồn đi, biến đi, đúng không nhỉ? Đi, đọc là sa thì nó sẽ là sa t này. À, nó là dưới dạng t, thể t như thế này luôn, sa t nhá. Số 4, chữ thất thì phải là ushinatte, mất. Câu 9. このセーターにはとても柔らかい毛糸が使われている. Cái áo len này thì đang sử dụng cái len rất là yawarakai, thì chúng ta biết là nghĩa là mềm rồi. Thì chúng ta sẽ có hai chữ Hán đọc là yawarakai. Đó là chữ nhu và chữ nhuyễn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy chữ phương án số 4 là chữ nhu đúng không? Đây, vậy chúng ta sẽ chọn số 4 đúng nhỉ? Mềm mại này. Số 1, đây là chữ thân. Có nghĩa là kéo dài, vươn dài ra, thì cái này phải đọc âm kun yomi là nobi trong từ nobiru. Thằng này nó không tạo ra dạng tính từ nhá. Từ số 2, một chữ rất là quen thuộc rồi, đúng nhỉ? Đây là chữ khinh, karui, nhẹ này. Và cách đọc khó của nó, có thể hỏi ở N2 hoặc N1 đấy, đọc là karo, ví dụ từ karoyaka, có nghĩa là nhẹ nhàng, di chuyển động tác nhẹ nhàng linh hoạt để dùng từ này. Số 3, Hán tự là chữ noãn, từ này phải đọc là atatakai đúng không? Atatakai nha. Đã còn đọc là yawaraka ấy, ngoài chữ nhu của chúng ta còn có chữ nhuyễn nữa. Đây. Chữ nhu, từ ghép của nó sẽ là đọc là ju, ví dụ trong từ juna này là linh hoạt này, ghép chữ nhu và chữ nhuyễn với nhau đấy. Hoặc là một từ rất là quen thuộc với chúng ta, đó là môn võ judo đúng không? Môn nhu đạo. Câu số 10. Saikin amari taichou ga yokunai no wa hiro no se daro. Cái lý do mà gần đây cơ thể không được khỏe ấy, có lẽ là bởi vì hiro, hiro sẽ là chữ bì và chữ lao. Chúng ta sẽ chọn phương án số 1. Có nghĩa là mệt mỏi nên là thấy không khỏe, khó chịu. Số 2, bệnh lao không phải này. Bì lão hay là bệnh lão, không đúng, đúng ở đây phải là Ichiban nhá. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3, đó là môn đai Gokese, môn đai về từ ghép, cách dùng của nó. Một này, Shoyu no nanani genryo wa daizu desu. Shoyu là xì dầu, nước tương đúng không? Nguyên liệu này, đây là daizu là đậu tương. Nguyên liệu gì đó của nước tương của xì dầu ấy là đậu tương. Chúng ta có các từ số 1 là chữ chủ này, số 2 là chữ yếu, số 3 là chữ chính và số 4 là chữ bản. Thì chắc chắn là để là từ gen điều thì chúng ta phải chọn phương án số 1 đúng không? Shu gen điều có nghĩa là nguyên liệu chính nha. Nguyên liệu chính của xì dầu là đậu tương. Chữ chủ này khi nó đứng đầu một từ ấy, nó sẽ tạo ra cái sắc thái là chính. Ví dụ như là ngoài từ shu gen điều chúng ta còn có shu sebum là thành phần chính này, hay là chúng ta có từ shu sang chi là vùng sản xuất chính. Từ số 2 là chữ yếu. Chữ yếu thì thường không tạo ra từ ghép dưới dạng gokese. Số 3 chúng ta có chữ chính. Chữ chính khi đứng đầu một từ ấy, nó sẽ mang nghĩa là chính thức. Đấy, ví dụ như là seishain là nhân viên chính thức, hoặc mang nghĩa là hoàn toàn, chẳng như là sehantai là hoàn toàn phản đối này. Đấy, hoặc các từ như là seishigaku đúng không nhỉ? Là hình vuông đấy. Số 4 chúng ta có chữ bản. Chữ bản thông thường nó sẽ đứng đầu một từ tạo ra sắc thái nghĩa là
nơi gốc đúng không? Ví dụ chúng ta có từ Honten này. Đấy. Hay là từ Honsha, trụ sở công ty này. Câu số 12. Kurumotachi no dokusho na susundeiru rashi. Các bạn thấy ở đây người ta có từ dokusho, vậy thì chắc chắn sẽ phải là dokusho banare. Chúng ta chọn phương án số 4. Có nghĩa là cái sự rời xa cái văn hóa đọc, đúng không? Người ta không còn đọc nữa. Có vẻ như là cái việc ngại đọc sách, cái việc rời xa văn hóa đọc của bọn trẻ ấy, nó đang ngày càng diễn ra, nó đang ngày càng nghiêm trọng. Số 1 này chúng ta có chữ bạt, đọc là nuke. Thì thông thường cái chữ bạt này khi nó đứng sau một từ, nó tạo ra sắc thái là thiếu khuyết. Ví dụ các bạn có thể nói là ichiji này. Đây. Ichiji thiếu một chữ. Đấy. Ichiji nuke nhá, hay là ichigyo thiếu một dòng nhá. Hay là các bạn cũng có thể dùng là ha nuke, đó là mà mất răng đúng nhỉ, sún răng, khuyết răng. Số 2, nì nghe, thì chúng ta thường ít có cái từ ghép tạo ra từ nì nghe, bởi từ nì nghe này nếu mà gọi là từ phức thì có từ kachi nuge, đó là thắng đúng nhỉ, sau khi chiến thắng thì rời khỏi cái nơi thi đấu ấy. Số 3, Wakare, không tạo ra từ ghép dạng vô kê xê. Số 4 này, ngoài cái chữ đồ cái số banare ra, chúng ta còn một số từ khác, ví dụ như là katsuji banare. Katsuji là chữ in, ví dụ như là chữ in trên báo ấy. Thì khi mà nói là katsuji banare có nghĩa là không còn đọc những cái văn hóa, không còn đọc những cái tác phẩm, những cái thứ mà được viết ở trên giấy nữa, mà dùng bản digitaru, bản điện tử chẳng hạn. Có thể dùng từ kuruma banare, đó là không có thích dùng ô tô đúng nhỉ? Hay các bạn có thể dùng từ ningen banare, đó là không giống như con người đúng nhỉ? Có những cái hành động hay là những cái cuộc những cái thái độ mà có vẻ cảm giác như xa rời, khác với con người thì dùng cái từ này. Câu số 13. Kei no hoshin nitsuite wa shachou ga kette ji ro omotteiru. Từ được cho đi kèm đấy là từ kê tê, là quyết định. Vậy thì cái này chúng ta sẽ đoán được là sẽ là gì nhỉ? Kê tê kênh, quyết định quyền, quyền quyết định. Chúng ta chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Về phương châm quản lý ấy, thì giám đốc có quyền quyết định. Chữ nhiệm số 1 thường không tạo ra từ ghép nhé. Chữ số 2 là chữ thủ. Chữ thủ thông thường thì nó sẽ tạo ra cái dạng từ ghép để diễn tả cái người đó. Ví dụ các bạn có từ kikite chẳng hạn. Kikite là người nghe này. Hay các bạn có từ kaite, kaite là người mua. Đấy. Hatarakite là người làm việc. Nhân công, nhân lực, cái này đã từng ra trong một phần gô kê xê rồi. Chúng ta có số 3, ngoài cái từ kete ken ra, các bạn còn có khá là nhiều từ ghép với lại chữ quyền. Ví dụ các bạn có từ quyền sở hữu này, shoyu ken. Show you can. Đấy. Hay là các bạn có từ quyền quyền gì nhỉ? Quyền bầu cử, senkyo ken. Quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ sẽ là chosaku ken. Hay là một điều mà nhiều bạn mong muốn, eju ken. Quyền vĩnh trú. Chữ số 4 đây là chữ tài. Thường ít tạo ra từ động từ phức, từ ghép không chọn ở trong đây. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4. Môn đai từ vựng. Ryoshin wa oishii ryori de gyaku no ga suki da. Bố mẹ tôi thì thích cái việc gì đó khách bằng những món ăn ngon, thì ở trong tiếng Việt mình sẽ dịch là chiêu đãi hoặc là đãi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào ở trong đây mang nghĩa là chiêu đãi và đãi. Số 1, Motenasu. Đúng luôn nhá. Ichiban là chính xác này. Chiêu đãi, đãi. Từ số 2, Odateru. Odateru là nịnh nọt, tâng bốc. Đấy, không đúng. Không ai nói là nịnh nọt tâng bốc bằng món ăn cả. Cái này là
Hành động odateru là hành động nói đúng không? Nói những cái điều mà khiến người ta vui. Số 3, yurusu. Yurusu là tha thứ. Đấy. À, ví dụ chúng ta có thể nói là tha thứ gì nhỉ? Tha thứ ayamachi chẳng hạn này. Tha thứ cho lỗi lầm. Hoặc có thể mang nghĩa là cho phép đúng không? Gaishutsu wo. Yurusu là cho phép ra ngoài. Từ số 4 là suku là chữ cứu, mang nghĩa là cứu luôn nhé. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói là inochi, cứu mạng này, cứu jime này, cứu mạng người này, cứu trái đất này, vân vân. Không phù hợp trong cái trường hợp này. Câu số 15, dấu hiệu ở đây là từ kakuo nha. Sono eki wa kakueki tensha no densha wa tomarimasu ga kyūkō densha wa shimasu. Cái ga đấy ấy, thì những cái tàu điện mà dừng tại các ga nó sẽ dừng lại. Nhưng mà tàu tốc hành thì sẽ làm sao? Vậy các bạn thấy rõ ràng là đang dùng ga có nghĩa là sự đối lập. Mà về trước là dừng lại, vậy thì về sau sẽ phải là đi qua. Vậy chúng ta sẽ xem từ nào là mang nghĩa đi qua. Từ số 1, từ này đọc là keiyu. Có hai cách đọc nhá, hoặc là trường âm hoặc là không cũng được. Keiyu này. Hoặc là keiyu. Đấy. Từ này nó sẽ mang nghĩa là quá cảnh hoặc là thông qua. Ví dụ như là chúng ta nói là Kankoku keiyu de Nihon e iku, có nghĩa là chúng ta quá cảnh ở Hàn Quốc đúng không nhỉ? Chúng ta đi Nhật và quá cảnh ở Hàn Quốc. Kankoku keiyu chẳng hạn này. Đằng sau nó, đằng trước nó sẽ là từ chỉ một nước, một địa điểm mà chúng ta sẽ dừng tại đó trước khi chúng ta đi đến nơi khác, nơi đến mục đích của chúng ta. Hoặc mang nghĩa là thông qua. Đấy, ví dụ như là Kacho Keiyu đúng không? Thông qua trưởng ban. Tôi đã tean star, tôi đã đề án, tôi đã đưa ra đề nghị đề xuất nhá. Ở đây sẽ không phải cái trường hợp đối với Kyu Kodensha mang nghĩa là đi qua như vậy. Chúng ta sẽ không chọn một. Số 2, từ này đọc là Chokushin. Chokushin có nghĩa là đi thẳng. Nhiều bạn sẽ nghĩ là tàu dừng tại ga thì dừng lại, còn cái này sẽ đi thẳng, các bạn chọn hai nhưng không phải. Cái từ Chokushin ấy có nghĩa là Masu ni susumu, có nghĩa là nó tiến thẳng. Đấy, mà không đi vòng vèo. Chứ không phải là mang nghĩa là một cái dừng, một cái đi thẳng, cái kiểu trong đây. Một cái nét nghĩa ở trong câu này, tomarimasu là dừng lại, thì cái kia là được phép đi qua, sẽ đi qua chứ không phải là đi thẳng không vòng vèo, nên là chúng ta sẽ không chọn chokushin. Chokushin thì các bạn có thể dùng là kosen chẳng hạn này. Kosen ga chokushin suru có nghĩa là cái tia sáng ấy nó sẽ đi thẳng, nó sẽ truyền thẳng. Đấy, hoặc các bạn có thể dùng dưới dạng thức kosaten wo chokushin suru. Đi thẳng qua gì nhỉ? Ngã tư. Tiếp theo chúng ta có số 3 này. Chữ Hán là chữ thông và chữ quá. Đọc là tư cờ. Tư cờ từ này mang nghĩa là đi qua, vượt qua. Chính xác rồi. Phương án số 3. Những cái từ mà đi kèm với nó thông thường, ví dụ các bạn có thể dùng từ tai hự. Tai phử ga, tsu ga suru có nghĩa là cơn bão nó đi qua. Hoặc các bạn có thể dùng là đây, tai phử ga tsu ga suru. Các bạn có thể dùng là vượt qua cái gì đó. Chẳng hạn như là vượt qua cái bài phỏng vấn. Men setsu. Hoặc là vượt qua cái vòng thẩm tra. Xin sáu. Đó, chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phương án số 3 nhé. Có cái từ nữa là Tsukaiki đấy, cái ga mà đi qua. Ở số 4, từ này đọc là Ô đằng. Ô đằng Hán tự là hoành đoạn, có nghĩa là băng qua. Ví dụ như là Đô rô Ô đằng sử là băng qua đường. Hoặc là chúng ta đi từ đông sang tây đúng không? Chúng ta đi từ
Tây sang Đông. Đấy. Chúng ta dùng từ ô đằng này cũng được. Chẳng hạn như là chúng ta đô đồ chẳng hạn này. Đô đồ ô đam này là băng qua đường nhá. Hoặc là gì nhỉ? America tai đi cửa ô đang sử dụng. Không đúng, ở đây phải là số 3, số câu 16, một câu về katakana. Mita hito no kyoku ni nokoru yo na nanani no aru poster ni shitai. Tôi muốn làm một cái poster mà nó có cái gì đó đọng lại trong cái ký ức, trong cái tâm trí của người xem. Chúng ta cùng xem các phương án. Số 1, impacto. Impacto, từ gốc của nó sẽ là từ impact, có nghĩa là ấn tượng, ảnh hưởng. Một cái poster có cái ấn tượng như thế này, xác đúng không? Chúng ta chọn được phương án số 1 này. Có Noaru nhá, và cái đằng trước như này thì chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta lựa chọn phương án 1 là phương án phù hợp nhất. Câu số 2, Presha. Presha một từ quen thuộc của các bạn ở trong chương trình rồi. Có nghĩa là gì nhờ? Có nghĩa là áp lực, sức ép về mặt tinh thần. Đấy. Thông thường thì đi kèm với từ presha này nó sẽ thường là ví dụ presha cô cứ phức cự chẳng hạn, khắc phục cái áp lực, khắc phục cái sức ép này. Hoặc là đây trợ từ đây nhá, trợ từ là trợ từ ô này. Hoặc là trợ từ nhị. Presha ni tsuyoi. Đấy. Có nghĩa là mạnh mẽ trước sức ép, chịu sức ép tốt hoặc là yoai. Số 3, chúng ta có từ charge. Charge từ này mang nghĩa là nạp hoặc là sạc. Nạp năng lượng chẳng hạn, sạc pin. Thì thông thường chúng ta sẽ dùng với từ energy đúng không? Energy. Ô, charge. Charge する. Hoặc các bạn có thể dùng là battery đúng không nhỉ? Battery ni. Trợ từ, nhớ trợ từ nhá. Energy o battery ni. Số 4, shock. Từ này rất là quen rồi. Shock có nghĩa là sốc đúng nhỉ? Đi xe nó bị sốc ấy. Hoặc là cú sốc. Cú sốc. Thông thường đi kèm với từ show cự này chúng ta hay dùng là show cự ô ukeru, chịu cú sốc. Câu 17. Câu 17 là một câu rất là dễ nhầm. Jimoto no senshu ga Olympic de medal wo kakutoku shita koto ga terebi de nanen ni sareta. Chúng ta cùng xem người ta cho cái thông tin gì này. Cái việc mà một vận động viên ở địa phương, ở quê nhà đã giành được huy chương tại Olympic thì được gì đó ở trên TV. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên, từ đầu tiên đó là chư si, Hán tự là chữ thông và chữ tín, hoặc là thông và tin. Từ chư si này mang nghĩa là truyền tin, thông báo. Nếu mà chỉ dựa vào cái nghĩa này thì sẽ có bạn chọn một. Thế nhưng mà cái nét nghĩa của từ chư si này mang nghĩa là gì đây? Có nghĩa là chúng ta gì đấy? Chúng ta dùng thư, dùng điện thoại đấy, hoặc là gửi gì nhờ, gửi, nói chung là những cái phương tiện liên quan đến điện thoại, điện tín, bưu điện ấy. Còn ở đây là telebi, là tivi, thì nó là phương tiện truyền thông, nó không mang tính chất giống như thế, nên là chúng ta sẽ không chọn một được, mặc dù nghĩa là gần giống nhá. Chúng ta sẽ không dùng cái từ này, nhưng mà đây là một câu dễ nhầm, có thể là sẽ có bạn chọn một. Từ số 2 thì nghĩa của nó khá là khác rồi, nó không giống như là nét nghĩa của cái 1, 4 hay là 3. Từ số 2 là fukyu, là phổ cập, phổ cập lan rộng. Chúng ta phải dùng là kê tai denwa, pasokon, kuda, có nghĩa là cái điện thoại di động, máy tính này, hay là điều hòa, nó phổ cập, nó lan rộng thì dùng cái từ này. Hoặc là có cái từ là từ fukyuritsu là tỷ lệ phổ cập đấy. Không đúng. Số 3, chúng ta có chữ Hán là chữ truyền và chữ ngôn. Đọc là dengon. Từ dengon này mang nghĩa là
nhắn hoặc là truyền tải. Dengo Thanomu là nhờ ai đó nhắn dùm tới ai, hoặc là Dengo Bang là cái bản tin. Không đúng đúng không? Vậy thì chỉ còn duy nhất từ số 4 thôi. Từ này đọc là Hodo. Hodo mang nghĩa là đưa tin thông qua TV, báo chí hoặc là đài phát thanh, các phương tiện truyền thông, thì người ta thông báo ra những cái thông tin cho số đông người biết. Chính xác ở đây sẽ phải là 4 nhá, đúng nhất với ngữ cảnh. Đấy, cái việc này đã gì đấy nhỉ? Đã được TV đưa tin. Thực ra đây là học ở Mimikara N1 thì mới học cái từ Hodo này. Câu số 18 này. Tai hư de densha ga unkyū ni nari, tsūkin ya tsugaku de riyō suru hito ni eikyō o ataeta. Do bão mà tàu điện phải ngừng vận hành đã gây ra cái ảnh hưởng gì đó tới những người mà sử dụng tàu điện để đi học đi làm. Thông thường nếu mà tiếng Việt chúng ta sẽ hiểu ngay là những cái ảnh hưởng to lớn. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào mang nghĩa là to lớn. Từ đầu tiên, omaka. Omaka là qua loa đại khái, nó diễn tả cái việc làm gì đó không kỹ lưỡng mà chỉ làm sơ sơ thôi, không phải. Số 2 đọc là idai. Đây, từ đầu tiên nhá là omaka này. Từ số 2 là idai thì từ này rất là quen thuộc rồi. Vĩ đại này dùng để khen, không nói là idai naekyo đúng không? Chúng ta nói là idai na jinbutsu, cái nhân vật vĩ đại. Idai na Shijin chẳng hạn, nhà thơ vĩ đại. Câu số 3, oge sợ na. Oge sợ có nghĩa là phóng đại, cường điệu, vượt quá cái mức thực tế, cái sự thực, không phải. Số 4 là tadai, là to lớn. Hijo ni oki na koto, cực lớn, đúng rồi. Phương án đúng là phương án số 4 nhé. Nếu chỉ là oki na ekyo ấy, nó là cái ảnh hưởng lớn. Nhưng mà hijo ni ekyo, à xin lỗi, hijo ni oki na ekyo, sẽ dùng từ tadai na ekyo này cho nó ngắn gọn. Câu số 19, các bạn thấy là sẽ là các động từ phức này. Nishikawa san wa tenkou shite kita bakari da ga tomodachi mo dekite mo sukkari kurasu ni nanani iru. À, cái cậu Nishikawa ấy vừa mới chuyển trường thôi nhưng mà đã có bạn bè rồi và đã hoàn toàn gì đó với lớp. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên, atehamate là phù hợp. Từ này nó giống từ ahu hoặc là từ fuzawashi. Thông thường nó sẽ đi kèm với các từ chẳng hạn như là phù hợp với joken này, điều kiện, phù hợp với yokyu với yêu cầu, hay là phù hợp với gì bưng, phù hợp với bản thân, không phải. Câu số 2 đọc là takekonda takekomu. Từ này nghĩa gốc của nó là tan, tan vào. Ví dụ như là kusuri ga tokekomu, đấy là cái thuốc nó tan, đúng nhỉ. Nghĩa tiếp theo của nó là hòa nhập. Đấy, trợ từ sẽ là trợ từ ni nhá. Hòa nhập với shokuba, hòa nhập với cái nơi làm việc này, hòa nhập với atarashi kankyo, hòa nhập với cái môi trường mới. Vậy rõ ràng đây cái dấu hiệu của chúng ta là từ kurasu ni, thì chúng ta sẽ phải chọn phương án đúng là phương án số 2, là phương án chính xác. Đây, cái từ này nó sẽ dùng với lại shokuba, hay là dùng với từ atarashi kankyo. Số 3, chúng ta có từ này đọc là musubi tsuite. Musubi tsuku là kết nối hoặc là liên kết. Chẳng hạn chúng ta có thể nói là Soho này. Soho ga musubi tsuku có nghĩa là hai bên liên kết với nhau, kết nối với nhau. Và một câu rất là ý nghĩa, rất là hay nha các bạn nhé, đó là nỗ lực sẽ kết nối tới thành công ấy. Các bạn hãy nhớ kỹ câu này nhá. Doryoku ga seikou ni musubi tsuku. Trong trường này nó giống từ tsunagaru. Số 4, fureau, fureatte, từ này có nghĩa là chạm nhau. Ví dụ như là tay chạm tay, đúng không? Te ga fureatte, vai chạm vai, kata ga fureau.
hay là kết nối với Shizento Furiaự, có nghĩa là kết nối với tự nhiên, kết nối với thiên nhiên. Đây có thể dùng là tay này, vai này, hoặc là Shizento này, kết nối với cái đối tượng nào đó ấy. Chúng ta đây phải chọn đúng là số 2. Hòa nhập với lớp. Dấu hiệu là Krasni, à câu trên nhá, dấu hiệu là Ekyo. Câu 20, câu cuối cùng của môn đai số mấy nhỉ? Đây là môn đai 4. Watashi wa seikaku nano de tokidoki saifu o motazu ni kaimono ni dekakete shimau koto ga aru. Tôi tính cách như thế nào đó mà thỉnh thoảng đi mua đồ tôi lại quên mang ví. Vậy thì tính cách như thế nào? Đi mua đồ quên mang ví. Câu này thực ra đã từng được ra ở một năm rồi. Nghĩa của nó gần gần tương tự, từ được chọn chắc phải là sosokashi. Sosokashi có nghĩa là hấp tấp, vội vàng. Đúng là ba. Từ đầu tiên, atsukamashi. Atsukamashi. Đây có án tự là mặt dày, trơ trẽn, không biết ngại. Từ số 2, utoshi, hán tự của nó các bạn sẽ khá là sợ đấy. Đây, hán tự đây, chữ hán là chữ uất, uất trong uất ức, cái hán tự thường dụng mà nhiều nét nhất đấy. Đây, uất đào. Utoshi này có nghĩa là u ám hoặc là tối tăm. Utoshi tenki, thời tiết nó ảm đạm. Utoshi sora, bầu trời u ám. Hay là utoshi kibun, cái tâm trạng cảm xúc nó u ám, không vui vẻ. Số 3, sawagashi, ồn ào, huyên náo. Chúng ta sang môn đai 5, môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 21. Chuchou no nitte wa oyoso kimarimashita. Oyoso có thể viết cách khác là oyoso, bỏ một chữ o đi. Nghĩa là đại khái, hầu như, hoặc là phần lớn. Cái lịch trình của chuyến công tác ấy thì hầu như là đại khái là phần lớn là đã được quyết định. Vậy thì từ nào đồng nghĩa đây? Chắc chắn là phải là một, đai tai. Số 2, sbt là toàn bộ, tất cả, không phải. Yato là cuối cùng. Mo là đã rồi, không đúng. Câu số 22. Kanojo wa totemo. Từ này các bạn lưu ý, có thể người ta sẽ hỏi các bạn ở trong cái phần hán tự đấy, cách đọc hán tự hoặc là cái phần nhận dạng, bởi vì sẽ có khá là nhiều chữ viết gần giống cái chữ chữ nghi đằng sau này. Và cái cách đọc ở trong trường này các bạn sẽ không đọc là cô ghi nhé, từ này các bạn phải là gyogi. Gyogi có nghĩa là cách cư xử. Gyogigai có nghĩa là cách cư xử tốt, biết cách cư xử. Cô ấy thì rất là biết cách cư xử, thì từ đồng nghĩa với nó các bạn nhớ luôn, đó là từ mana hoặc là từ sa hô nha. Đấy, thì đây chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phần số 3. Idea là ý tưởng, không phải. Sabisu là dịch vụ. Image là hình ảnh, ấn tượng, không đúng. Câu số 23. Nakanishi-san wa itsumo ibatteiru. Các bạn thấy người ta hán chữ, người ta ghép đó là chữ uy và chữ trương, đúng không? Uy, uy này có nghĩa là quyền uy, uy lực, uy tín. Chữ trương là căng, căng cái uy ra có nghĩa là một người rất là tỏ vẻ, một người rất là vênh váo, ra oai. Thì cái cậu này lúc nào cũng ra oai, lúc nào cũng vênh váo, tỏ vẻ. Thì từ nào đồng nghĩa với nó? Số 1 là nemuso niste là buồn ngủ, không phải. Số 2 là eraso niste. Này các bạn sẽ không dịch là có vẻ vĩ đại đâu nha. Erai là vĩ đại thật, bỏ y, nhưng mà từ eraso ấy nó mang nghĩa là ra vẻ, kiêu căng, trịch thượng. Đúng, đây phải là số 2. Số 3 là himaso niste là có vẻ rảnh rỗi, và iaso niste có vẻ chán ghét, không đúng. Câu số 24. Tsugawanai mono wa koko ni shuno shite kudasai. Shuno hán tự là thu nạp, có nghĩa là bỏ vào, cất vào. Những cái đồ mà không dùng nữa thì hãy cất vào đây. Thì từ nào đồng nghĩa đây? Câu số 1 là xếp, narabete, sutete là vứt, azukete là gửi, và shimate là cất. Đúng rồi, một là chính xác. Câu số 25. Từ phư hê, à phư hê này thì chắc chắn là được ra trong các năm rồi.
Yokoyama-sama fuheo iu koto ga oi. Đó là bạn Yokoyama này ấy, thì nhiều khi thường hay nói những cái lời bất bình, những cái lời bất mãn, phàn nàn. Jodan là đùa giỡn này, không phải. Môn cự là phàn nàn bất mãn, đúng rồi. Chọn 2. Uso là dối trá và Wagama là ích kỷ, không phải. Chúng ta sang môn đai cuối cùng, đó là môn đai 6, cách dùng từ. Câu 26, từ đầu tiên là chữ Hán là chữ cộng và chữ hữu, đúng không? Kyoyu. Từ này có nghĩa là chia sẻ, nó bằng với từ share. Và nó còn có nghĩa là chung, sở hữu chung, tài sản chung. Nó sẽ có những cái từ như là gì nhỉ? Kyoyu, dài sang, tài sản chung hai người cùng sở hữu nhá, sẽ dùng cái từ này nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng từ himitsu này. Ồ. Kyoyu suru, chia sẻ bí mật. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Bằng sự chia sẻ của các thì nhờ của những cái người tình nguyện ấy, của những tình nguyện viên của thành phố mà cái cuộc thi hùng biện của du học sinh được tổ chức, chúng ta sẽ không dùng từ này. Câu này chúng ta phải dùng từ kyoryoku, nhờ cái sự hiệp lực, hợp tác, hỗ trợ thì mới đúng. Câu số 2. Trường đại học và xí nghiệp và công ty ấy thì chia sẻ tổ chức tiến hành nghiên cứu về kỹ thuật mới. Cái này chúng ta cũng không dùng nhá. Khi mà hai đối tượng cùng làm cái gì đó, chúng ta phải dùng từ Kyodo. Chữ Hán là chữ cộng và chữ đồng, cùng thực hiện cái gì đó thì dùng từ này. Câu số 3. Tôi hiểu được một điều, đó là ở trong cái vụ việc, ở trong những cái vụ việc này ấy, thì có cái đặc trưng chia sẻ. Chắc chắn là đặc trưng chia sẻ thì không đúng, đúng không? Đặc điểm đặc trưng phải dùng là từ kyotsu. Nó có cái đặc điểm chung, đúng nhỉ? Là gì đây? Là cái nơi mà phát sinh cái sự việc đó. Có nghĩa là những cái sự việc thì nó đều có một cái đặc điểm chung gì đó về nơi phát sinh sự việc. Chẳng như là đều là bệnh viện này, đều là xảy ra tại ga này, vân vân. Thì chúng ta phải dùng từ kyotsu mới đúng, chứ không chúng ta không dùng từ kyoyu. Vậy thì chỉ còn 4 thôi, các bạn thấy ngay 4 nó có cái dấu hiệu là từ dai sang đằng sau đây này. Nên là chúng ta sẽ chọn 4 là chính xác nhé. Kikkon shite kara konyu shita mono wa fufu no kyoyu no zai san ni naru. Đó là những cái thứ mà mua sau khi kết hôn ấy thì sẽ trở thành tài sản chung của hai vợ chồng. Câu 27. Một từ rất là quen thuộc đối với N2, từ này đọc là surudoi và rất là nhiều nghĩa. Đấy. Nghĩa đầu tiên là sắc, ví dụ như là knife, dao sắc này. Nghĩa thứ hai đó là nhói, itami này, đau nhói. Nghĩa thứ ba là chói, ánh sáng chói lóa đấy, thì dùng từ này. Hikari ga surudoi và nhạy bén, đúng không? Chúng ta có thể là càng trực giác nhạy bén, mũi thính, khứu giác nhạy bén, kyu các cự, cảm giác nhạy bén, căng các cự. Thì chúng ta xem này, câu số 1 này. Để các loài động vật sống tiếp tục tồn tại ở trong cái thế giới tự nhiên ấy thì sẽ cần một cái sự cảm nhận, một cái giác quan nhạy bén. Đúng rồi, chúng ta chọn phương án số 1 nha. Hint tổ ở đây là căng các cự. Câu số 2. Em trai tôi thì cái ký ức nhạy bén và nó nhớ ngay lập tức những cái quốc kỳ hay là những cái tên nước được viết ở trong sách. Cái này chúng ta không dùng là ký ức nhạy bén. Cái này các bạn phải dùng là em tôi có trí nhớ tốt. Kyoku ga yoi. Phải viết như thế này, dùng như này mới chính xác. Câu số 3. Da em bé bởi vì nó nhạy bén cho nên là nó sẽ đỏ. Nó sẽ trở nên đỏ khi mà bị kích thích một chút. Cái này phải dùng là nhạy cảm, không phải dùng là nhạy bén, đúng không? Chúng ta dùng từ bin càng. Bin càng đà cà ra. Câu số 4 này.
Những người mà có năng lực vận động nhạy bén ấy thì môn thể thao nào cũng nhanh chóng tiến bộ. Chúng ta không dùng năng lực nhạy bén nhá, chúng ta sẽ phải dùng là năng lực cao, tá cai. Hoặc các bạn có thể dùng một cái kiểu mà người ta dùng chuyên biệt với lại cái khả năng vận động, đó là người ta dùng cái cụm từ Indo-Sinh-kê. Đấy. Indo-Sinh-kê. Dạ, rồi. Cái hệ thần kinh vận động nó tốt. Câu số 28. Từ Haki-Haki. Từ Haki-Haki mang nghĩa là rõ ràng, rành mạch. Thông thường dùng để diễn tả việc chúng ta trả lời, phản hồi. Nói chung là nói, thường liên quan đến nói. Có thể là diễn tả thái độ đấy, nhưng mà thường là sẽ là nói nhá. Cho nên ấy, nó sẽ đi kèm thường là ví dụ như là tô, kotaeru, trả lời. Haki-haki to kotaeru là trả lời rõ ràng, trả lời rành mạch. Henji này, hoặc là yu này. Đấy. Không xem cái từ nào phù hợp. Câu 1. Bởi vì ngủ ngon cho nên là hôm nay đầu óc tôi rất là rõ ràng rành mạch. Đầu óc thì không dùng từ này. Đầu óc các bạn phải dùng từ sực kiri. Câu số 2. Từ trên gì nhỉ? Từ trên nóc nhà, từ trên đỉnh của tòa nhà thì tôi nhìn thấy rõ ràng cái núi ở phía xa. Cái này các bạn sẽ thấy là các bạn dịch tiếng Việt là Haki Haki là rõ ràng, các bạn chọn cái số 2 đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này nhìn rõ các bạn không dùng Haki Haki nhá. Như vừa nói, rõ ràng đây phải là trả lời phản hồi, dùng ngôn từ. Đây các bạn dùng từ Hakiri. Câu số 3. Sono gakusei wa kikareta koto ni Haki Haki to kotaeta. Cái sinh viên đó ấy, đã trả lời rành mạch cái điều được hỏi. Đúng rồi. Chúng ta chọn 3. Hiện tại đây là kotaeta. Câu số 4 này. Để làm rõ ràng rành mạch cái nguyên nhân của lỗi thì một cuộc điều tra đã được thực hiện. Dịch nghĩa thì đúng nhưng mà chúng ta sẽ không lựa chọn trong trường hợp như thế này. Để làm rõ ấy, các bạn sẽ phải dùng từ mê ca cự. Hoặc có thể dùng từ hakiri cũng được. Câu số 29. Hán tự của chúng ta là chữ giám và chữ thưởng. Từ này đọc là kansho. Mang nghĩa là thưởng thức. Thông thường sẽ dùng với thưởng thức ega này, thưởng thức bộ phim, thưởng thức âm nhạc, thưởng thức bản nhạc nổi tiếng, mê kiêu cự. Đó. Thì chúng ta xem từ nào là phù hợp. Câu 1. Ở trong giờ học của trường ấy thì chúng tôi đã thưởng thức cái dáng vẻ. Chúng tôi đã đi đến xưởng và thưởng thức cái dáng vẻ lắp ráp ô tô. Không phải nói là thưởng thức cả, cái này phải dùng từ quan sát. Quan sát sự. Câu số 2. Khi còn là học sinh cấp 2, học sinh trung học cơ sở ấy, thì tôi đã thưởng thức âm nhạc cổ điển ở gì nhỉ? Ở hội trường hòa nhạc của thành phố. Đúng rồi, chọn 2. Khiên tội là ongaku. Câu số 3. Đọc tài liệu và thưởng thức về cái hoạt động của các nước bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta phải dùng từ shirabeta, tìm hiểu. Câu số 4. Ở nhà hàng này thì tôi đã thưởng thức jikuri, cẩn thận kỹ lưỡng bằng lưỡi những cái món ăn mà phát huy được cái điểm mạnh của nguyên liệu. Thì chúng ta đối với đồ ăn chúng ta không dùng từ kanso này, thông thường kanso này nó liên quan đến nghệ thuật ấy. Đồ ăn các bạn phải dùng từ ajiwa. Ajiwata. Câu cuối cùng, câu số 30. Chaku. Từ này mang nghĩa là chắc chắn, ổn định, đều đặn và gần như là nó luôn cố định đi kèm với từ susumu. Tiến triển diễn ra một cách đều đặn, hoặc là cái từ gần nghĩa với từ susumu đó là từ shinkou suru. Tiến hành. Đấy. Câu 1 nha. Bởi vì cái ban công ấy nó đang
trở nên cũ một cách ổn định rất là nguy hiểm, nên tôi đã quyết định sửa cái này. Không phải đang là dần dần này, dùng từ đan đan, cái ban công nó đang dần dần bị cũ đúng không, bị xuống cấp. Câu số 2, đang mải mê vào cái trò chơi ấy, thì thời gian nó ổn định trôi qua. Cái này các bạn sẽ bỏ luôn đi nhá, người ta chỉ nói là gì gì căng gấp ta tê tà là được rồi, không cần phải cho thêm gì vào. Câu số 3, cái việc chuẩn bị cho bữa tiệc tuần sau có vẻ như là đang diễn ra một cách rất là chắc chắn, đều đặn, ổn định. Đúng rồi, chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3. Hinto là susundeiru. Câu 4, khi sang buổi chiều ấy thì bên ngoài nó, này cũng phải là dần dần đúng không, này không thể dùng từ chắc chắn ổn định được, này phải dùng từ shidai hoặc là dùng từ đan đan. Đó, thì chúng ta đã chữa xong cái đề thi này, thì theo quan điểm của Sensei thì đây là một đề thi không khó. Các bạn sẽ gặp khá là nhiều từ đã từng được ra trong các năm trước, cũng như là trong một số sách từ vựng như là Shinkansen hay là Mimikara. Thì các bạn hãy cố gắng xem kỹ phần chữa. Sensei cố gắng đã Sensei đã cố gắng chữa rất là kỹ những cái đáp, những cái câu mà không phải là đáp án cũng nói rõ ràng để các bạn có thể xem lại, bởi vì biết đâu người ta sẽ hỏi lại những cái phương án đó trong những đề thi sau thì sao. Thì các bạn hãy cố gắng ôn tập thật tốt để có cái thành tích tốt trong kỳ sắp tới. Các bạn tiếp tục ủng hộ Ánh Sensei thông qua cái kênh YouTube cũng như là thông qua các bài viết ở trên fanpage Ánh Sensei. Và nếu như các bạn có cái nguyện vọng là được học trực tuyến cùng Sensei thì có thể liên hệ với Sensei thông qua việc comment dưới video này cũng như là nhắn tin cho page nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học sắp tới. Hãy mata aimasho.